Ồ, đây là khách sạn Cửu Long nha cả nhà. Mình tối nay mình ngủ ở Cửu Long. Đây là một trong những khách sạn 3 sao mà gọi là hàng đầu của ở thành phố Vĩnh Long nha cả nhà. Thì hôm nay Sài Gòn xì phố đi lang thang về thành phố Vĩnh Long những ngày cuối năm nha cả nhà. Phía kia là cái bên chỗ con sông Tiền nè cả nhà. Thì mình đang đi về đây thì mình tối nay là mình về đây mình ngủ. Thì hiện tại là khoảng còn chừng khoảng là 10 hơn hôm nay là ngày 10 khoảng hơn 10 ngày nữa thôi là bắt đầu là đến năm mới 2021 năm Tân Sửu. Đó, thì mình đến đây thì mình đi ngang qua mình thấy một cái ngôi chợ Vĩnh Long này khá là rộn ràng nên là mình quyết định mình đi lang thang và quay lại cho cả nhà những ngày cuối năm. Dạ, ồ, đây này cô bán mặn xoài. Dạ. Wow, nhiều quá, nhiều trái cây quá nhà ơi. Ồ, bên kia là dãy trái cây luôn. Đó, bà con bán trái cây nè cả nhà. Lang thang chợ Vĩnh Long những ngày giáp Tết, xem thử tình hình bà con buôn bán ra sao. Đây là quýt. Em đi lang thang, em mới vừa về tới đây luôn đó nha, mới vừa về luôn nhưng mà đi ngang về khách sạn mà em ngang ở đây thì cái chợ này thì những ngày cuối năm thì xem nó rộn ràng ra sao, bà con buôn bán ra sao, để cho tất cả các cô chú anh chị, đặc biệt là các cô chú anh chị Việt Kiều phương xa xa quê hương, quê ở Vĩnh Long không có dịp về quê ăn Tết thì nhìn lại những hình ảnh quê nhà mình buôn bán cũng như là bà con rộn ràng ra sao nha cả nhà. Ôi, đây xoài này, xoài dẻo, tất cả các loại xoài mứt. Chỗ này là có khách sạn Cửu Long hay sao nữa nè cả nhà. Về đây mình có thể là mình ở khúc khách sạn 3 sao nè, mà nó có buffet nè, đầy đủ nha cả nhà. Còn đây là khách sạn 2 sao, là cái khu này là nó ra mặt tiền sông luôn. Mình ở khu Cửu Long là ở trong kia là cái khu 3 sao. Để ở đầu video mình có quay cho cả nhà đó. Chợ. Trái xoài to quá. Dạ. Em quay nhờ xíu nha chị, anh chị. Ôi, trái xoài bự quá. Bao nhiêu một ký đó chị? 15.000 ký trái xoài bự ghê luôn cả nhà ơi. Dạ, em cảm ơn. Xoài nhẫn nè. Quá hấp dẫn. Dạ. Thấy cảnh bà con không? Ôi, đây là bắp nha cả nhà, thế giới bắp, xoài, nhãn, bông. Mình đi ngang qua đó nhà mình thấy rất nhiều ở Vĩnh Long mà hiện tại là bà con đang bán rất nhiều là bông. Bông đẹp lắm, bông nguyên vườn luôn á. Mình định sáng mai mình sẽ lang thang, mình sẽ quay lại cho cả nhà để cả nhà thấy được là tình hình bông Tết người dân chuẩn bị ra sao ở khu vực Vĩnh Long nha cả nhà. Nhãn nè, 20.000 một ký. Bông. Ôi chợ rộn ràng quá. Phía bên đây trái cây quê hương của nhìn hấp dẫn không cả nhà. Dạ, hấp dẫn quá anh nè chị. 20.000 một ký vú sữa. Dạ, dưa thuốc, dưa lê. Chợ Vĩnh Long. Dạ, Sài Gòn xì phố. Dạ. Sài Gòn xì phố. Mua bắp. Lang thang chợ Vĩnh Long những ngày cuối năm, những ngày cuối năm giáp Tết ra sao cho quay lại cho các cô chú anh chị Việt Kiều quê hương ở Vĩnh Long nhìn thấy lại. Chợ chiều. Đây chợ Vĩnh Long phía trước này nha. Chợ Vĩnh Long phía trước. Bên kia là hải sản, bên kia là mực. Ở nhà thấy mực không?
khung những cái khung cảnh như thế này thì các cô chú anh chị Việt kiều á, quê hương Vĩnh Long á, thì nhìn có nhớ nhà hay không? Em nghĩ là chắc chắn là các cô chú anh chị sẽ nhớ nhà rất nhiều. Vì sao? Vì năm nay là một trong những cái năm là cũng tình hình cũng cực kỳ khó khăn, thì em nghĩ là rất nhiều anh chị á, là không thể nào về quê, bởi vì một cái chi phí mà về quê về Việt Nam mình á cũng như là rất đắt đỏ. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải cách ly 15 ngày nha cả nhà. Đó. Nên là đây chợ Vĩnh Long buổi chiều nè. Dưa. Dưa hấu không anh? Đó, anh bán dưa hấu nè. Bây giờ mới dọn ra hả anh? Trời. Đó, anh bán dưa hấu nè. Ồ, cá tra nhiều quá. Cảnh khá là nhộn nhịp luôn cả nhà. Lang thang chợ Vĩnh Long những ngày cuối năm. Ồ, mắm kiệu nè, củ cải, kiệu, tôm. Ok, ngay kia có cây cầu Bạch Đằng nè cả nhà, cây cầu đẹp á, cây cầu dây văng bắc qua con sông. Tôm nè, mực. Cái khu này là khu ẩm thực. Ôi, trong nội khu ẩm thực chắc cũng có nhiều cái. Khu ẩm thực này chắc buổi sáng đó cả nhà, buổi sáng chắc nhiều món ngon lắm. Các cô chú anh chị ở các tỉnh thành khác thì thấy thành phố Vĩnh Long cũng như là chợ Vĩnh Long ngày nay ra sao, cũng như là các cô chú anh chị Việt kiều thì sẽ thấy được hình ảnh quê hương mình những ngày cuối năm. Đó, hồ cái này là xôi. Dạ, hồ nhìn cô bán xôi hấp dẫn á. Dạ. Ôi xôi hấp dẫn quá. Chập nữa mình ghé lại mình thử mua hộp xôi nha cả nhà. Đây, xôi bánh nè. Xôi là bao nhiêu một hộp với cô? Hộp 15, hộp 10, hộp 20. Dạ, dễ hả cô? Ôi xôi hấp dẫn rồi. Dạ. Ôi nhìn nhờ thổi xôi hấp dẫn quá. Chập nữa con đi ngang và chập quay lại. Còn cái này là bánh gì? À xôi nếp luôn. Xôi ngọt, lá chẳng, còn này bánh kẹp này, bánh bò. Dạ, bánh kẹp, bánh bò này nha. Các cô chú Việt kiều có nhớ không? Thấy hình ảnh này như thế nào à? Quá hay. Dạ rồi con cảm ơn ạ. Dạ. Cái này là thịt gà hả cô? Gà gà kia. Chả lụa, cái này là chả lụa làm xưởng trứng, cái này chả sao bấu. Dạ. Cô bán là từ mấy giờ tới mấy giờ cô? 6 giờ thì cô bán miễn hết giờ nào, nhiều khi 9 giờ mấy 10 giờ hết. À 9 giờ mấy 10 giờ đêm á. Dạ. Là chợ này hoạt động 9 giờ mấy 10 giờ đêm luôn á. Dạ, ấm xuống luôn, chợ này là coi như là nhóm sáng lên luôn á. Dạ, rồi vậy con cảm ơn cô. Dạ. Ôi, cô bán xôi hấp dẫn quá cả nhà ơi. Chập nữa mình đi lang thang đi, chập nữa mình ghé là mình mua. Ồ, phía bên này nữa nè. Phía bên này cũng xôi. Ôi, những cánh xôi hấp dẫn quá. Dạ. Ồ, thấy không? Xôi rồi, cái này là bánh mì. Bánh mì heo quay. Cho con quay nhờ xíu nha cô. Ôi, bánh mì hấp dẫn không? Heo quá heo quay. Dạ. Heo quay là kia. Dạ. Còn đây là xíu mại, bánh mì xíu mại. Xíu mại với mì. Dạ. Dạ, Sài Gòn siêu phố. Dạ. Ôi, hấp dẫn quá. Quay mặt luôn, ta có thấy món gì đang nữa. Dạ. Ủa là 15 ngàn hả cô? Đó là gà nghe nha, gà xíu mại. Heo à. Heo à. Đâu bảo là thịt heo không à, không có gì gà. Dạ, heo không rồi cô. Ồ, bên kia là giờ heo quay hấp dẫn quá nè. Mai là cô lên kia lên nha, dạ. Rồi đó. Rồi, con cảm ơn cô. Dạ. Heo quay nè, wow, cái mặt heo quay hấp dẫn không? Dạ. Trời, ồ, phía bên này nữa, heo quay bánh mì nha cái nhà. Rồi, mình đi lang thang đi. Lang thang đi rồi, chập nữa mình bữa gọi là mình thưởng thức. Phía bên này là rau. Cả nhà thấy rộn ràng không cả nhà?
đây là đường 1 tháng 5. Quá là rộn ràng. Những ngày cuối năm, những ngày cuối năm thì bà con đưa bán ra sao? Tôm. Khá là rộn ràng. Sài Gòn siêu phố chia sẻ những cái hình ảnh về chợ Vĩnh Long. Ngày nay chợ Vĩnh Long buổi chiều thì như thế nào, có rộn ràng hay không, và chia sẻ những hình ảnh những ngày cuối năm, những ngày giáp Tết thì bà con buôn bán như thế nào nha cả nhà. Ồ kìa, có cháo lòng. Cháo lòng về đêm. Rồi xôi. Xôi nha cả nhà. Bắp. Mít Thái, mít Thái nè 10.000. À ra hết cái khúc này là hết, là hết rồi. Rồi Sài Gòn Sài Phố xin cảm ơn tất cả các nhà nha. Mình đi một vòng về chợ Vĩnh Long một buổi chiều ra sao. Cảm ơn tất cả các nhà, bye bye. Hẹn gặp lại các nhà trong các video tiếp theo về những ngôi chợ tại miền Tây và bà con miền Tây những ngày giáp Tết ra sao.